cầm điện thoại đó là chị đang mua cua giùm ở trên mấy bạn đang livestream á. Đó. Mua cua giùm đó. Thấy không? Đang quay luôn đó. Có cái chú xe ôm này là mua cua giùm cua cho người ta nè mọi người ơi. Mọi người thấy khách đến ủng hộ gì ba không mọi người? Thấy không? Đó. Giờ chỉ có 11 giờ thôi nha. Cua đem ra nè mọi người ơi. Mấy cái anh thanh niên này là thấy gì ba đi xe ôm sợ tốn tiền đó, nên là dành chút thời gian để tới nhà dì ba luôn, để đem cua ra cho dì ba luôn nè. Đó, cái anh thanh niên đó. Cái chỗ mà đang nhà có đám tang đó là cái chỗ mà lúc trước dì ba bắn cua, nhưng mà cách đây 2 ngày dì ba bắn dời qua cái chỗ tiệm bún tóc của chị Quyền nè, chị Hiền nè mọi người. Đang đợi đó. Cua gì ba ra rồi nghe mọi người. Có cái chị trước mặt mình đó là thấy không mọi người, chị đã cầm điện thoại đó là chị đang mua cua giùm ở trên mấy cái bạn đang livestream á. Đó. Mua cua giùm đó, thấy không, đang quay luôn đó. Bán chưa đầy 15 phút gần hết rồi nha mọi người ơi. Đây quay cho mọi người xem nha. Đó, chỉ có một. Rồi đúng rồi, chia bịch ký đó. Rồi vừa ra đây em, ký chín nè. Chín được không em? Rồi, ký chín được không? Anh thêm con là hơn chút là chịu 241 ngàn. Rồi. Rồi cho chanh muối vô đi em. Đây là cái
cái gì bảy mà bán trái cây đối diện với chỗ dì ba á mọi người, là qua phụ luôn nha. Hiện tại thì dì ba chưa ra, đã hết cua rồi. Có cái chú xe ôm này là bu bu giùm cua cho người ta nè mọi người ơi. Đó. Ba cua đem ra cua nè mọi người ơi. Ba tới rồi đó. Cho nó 15 phút nữa nha, không tới mình bán nha, em nhắn. Có cái mấy người Đài Loan nè, tò mò nữa nè mọi người. Tò mò. Đó. Bao nhiêu phút ở đây? Thanh niên đi mô tô là mua cua nè các bạn. Rồi một con cua gạch thôi đúng không? Đúng rồi, đúng không? Bây giờ đưa là cô bắt tâm cung vậy. Em rồi cân cua gạch em. 224. Rồi 224. Có tờ 20 cua. Còn khoảng 1-2 kg cua nữa là hết nha mọi người. Dạ, rồi cua tờ 20 đi nữa ta. Rồi 24 mua. Mà cua trứng. Dì ba đang chẻ cua cho khách nha mọi người. Con chú đó 395 ngàn. Là mà biết tiếng Việt nè mọi người, để mình hỏi anh về câu. Anh biết cua này lâu chưa anh? Hả? Anh biết cua ở đây bán lâu chưa? Biết đâu. Biết lâu, à. Anh mua mấy lần rồi? Mua hai lần thứ hai á. Lần thứ hai, lần đầu anh thấy là ngon, lần này tới sao ủng hộ nữa đúng không? Ngon. Còn giá thì sao anh? Hả? Giá tiền á? Cái này không có mắc. Không có mắc. À. Ở Đài Loan có cua ngon như vậy không? Có. Có ngon như vậy? Đây, dạ. Rồi, em cảm ơn. Bù thêm 40. Bù thêm 40. Ồ, ồ, cháu rồi mà. Dạ. Ồ. Bù thêm. Cái này nặng hơn cái này. Cái này to hơn, cái này bự hơn. Cho cái anh này là một con cua nhưng mà thấy nó cũng không có được ngon lắm nên là đổi cho ảnh là một con cua rất là ngon nè. Bye. Mua được cua. Vui lắm, không ngờ là đông như vậy luôn á, canh đúng 12 giờ tới. Là chị ở đâu tới đây hả? Này ở Tiền Giang. Tiền Giang. Lên là được mua cua cơm là đắt quá. Cái này ở Tiền Giang nè, đi lên đây mua cua của dì ba nè mọi người, dì áo trắng nha.
Cô hai là gì với cô hai? Ở nhà chờ nhà cô hai ra trồng ra. Ninh Thuận. Đây. Rồi ngon anh. Thêm con này chị ba, đập thêm con nữa. Thêm con nữa. Cô con cua này của cô à cô? Rồi đúng rồi em, cua nó của cô nó bên đó. Rồi chị chờ đập luôn hả chị? Dạ. 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 Con cái con này ở Ninh Thuận là tới để chủ yếu gặp mặt dì ba thôi mọi người. Đó. Đây, cô ba cảm ơn. Một con cua gạch dì ba ơi, ăn thịt một con thôi nha. Từ 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 lần này con thăm dì ba thôi. Dạ, con chúc dì ba khỏe nha. Dạ. Trời ơi, con cảm ơn dì ba, con đã bán con ăn con cua này. Ăn ngoại có cua không con? Có chứ. Mà cua ngoại nó có ngon như cua này không con? Nói chung là cũng ngon. Để cô ăn thử. Nhưng mà có cái là để cô thử. À để cô cảm nhận cái nha. Đó, cô này ở Phan Rang là đón xe vô đây chỉ để gặp mặt dì ba và ăn cua thôi mọi người. Cua này là ngon. Cua Phan Rang hả? Con không nhiều. Dì nói là ngon gấp nhiều lần. Ngon gấp nhiều lần luôn. Thịt nhiều nữa mà gạch cũng ngon, nó y như cái bánh đông thu vậy. Nè mọi người thấy không? Ngon ghê luôn. Ủng hộ cho, mong mọi người ủng hộ dùm cho dì ba. Cua rất ngon. Bé đó mà thơm. Con này ở Phan Rang à, cổ so sánh cua của dì ba với cua Phan Rang thì có nói là cua của dì ba là ngon gấp nhiều lần cua ở ngoài Phan Rang. À muối tiêu dì ba cũng ngon hả? Muối tiêu nữa. Tiêu cũng ngon luôn. Cái anh này là anh dặn trước 2kg nè mọi người. Đó. Anh nói là tuần sau anh sẽ mua ủng hộ dì ba thêm 20kg nữa đó. Đó, cái anh này. Ta đi ta đang họ sao cho gọi qua liền. Không thấy không? Sợ. Đang họ mở đâu rồi tiền. Đang họ mà đó hết đặt hết con đi. Anh này anh đặt 20kg tuần sau nha mọi người, thứ bảy tuần sau á. Đó. Bữa nay là anh chỉ mua 2kg để ăn thôi. Anh đã mua nhiều lần của dì ba rồi.